Em kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thước Đo Nhật Bản của em nha. Thì hôm nay là ngày thứ 6, ngày 28 tháng 4 năm 2023 ha. Thì video này em đang quay vào lúc 5 giờ chiều nha mọi người nha. Cố gắng lên vào lúc khoảng 6 giờ chiều nha. Thì vẫn như mọi khi ha, mọi người mua hàng vui lòng gọi hoặc là nhắn tin vào Zalo nha. Gọi hoặc nhắn tin Zalo hoặc gọi bằng Zalo. Nếu mà ai đã kết bạn thì gọi bằng Zalo, em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo nha. Còn mọi người nhắn tin bằng tin nhắn điện thoại thì em sẽ không có gửi hình ảnh được nha, sẽ không qua, rất là khó chốt ha. Khi mọi người gọi cho em thì em sẽ nhận tin nhắn nha, nhận tin nhắn địa chỉ nha. Rồi, số điện thoại của em là 0961063939. Em tên là Trực nha, Zalo tên Trực luôn nha. Rồi, thì tất cả hàng em bán ở đây là sẽ bao gồm tiền hàng và phí ship nha mọi người nha. Phí ship thì cái phí ship thì tùy vào cái hàng nặng hàng nhẹ và tùy vào vùng nha, thì khoảng dao động tầm 30 ngàn cho đến 50 ngàn nha. Thì tùy vùng và tùy có người lấy hàng, mọi người thông cảm nha. Thì ở đây hôm nay em lên được là 14 đơn hàng nha, 14 đơn hàng nha. Thì đầu tiên sẽ là đơn hàng số 1 nha mọi người nha. Đơn hàng số 1 sẽ là những cái phay đuôi cá ha. Phay đuôi cá thì ở đây em có là cái phay đuôi cá này lớn nhất ha. Đường kính nó là 45 nha. Thì phay 60 độ nha. Cái tiếp theo là đường kính 25 ha. À, cũng là phay 60 độ luôn ha. Rồi cái mã số 1 này em bán với giá là 300 ngàn nha mọi người nha. 300 ngàn nha. Tiếp theo là cái phay hôm nay thì cái này là có mấy cái phay tê với lại phay phay đuôi cá nha. Cái này là phim 12 ha, cũng 60 độ luôn nha. Phim 12, một cái phim 10 nha. Cái này phim 10 nè. Phim 10 ha. Ở đây là người ta để là phim 11 ha, cái đuôi là phim 10, 60 độ ha. Thì có 1, 2, 3, 4 cái phay đuôi cá ha, để mình phay cái rãnh đuôi cá mình dùng cơ chế trượt nha. Rồi, và 3 cái phay chữ T ha. Phay chữ T này thì 12.5 dày 5 ly ha. Cái T này là 12.5 dày 5 ly nè. Cái đuôi này là đuôi côn số 1 ha. Rồi tiếp theo là cái phay chữ T phi 25 dày 10 ha. Cái này là thép gió ha mọi người nha. Rồi cái đuôi này là đuôi 12 ha. Kẹp 12. Rồi cuối cùng là một cái phay chữ T ghép mảnh hợp kim nha mọi người nha. Ghép mảnh hợp kim thì phi 20. Dày cái này là 9 ly ha, 8 ly ha. Dày 8 ly, cái này thì cái đuôi này là phim 16 nha, đuôi kẹp phim 16 chưa sử dụng luôn nha. Còn cái lớp keo bảo vệ này nha. Thì tổng là 7 chi tiết em bán với giá 300k. Mấy cái phay đuôi chuột này á thì hay đuôi cá này á thì rất là nhiều người cần nha. Tại vì mình hay phay những cái rảnh để mình làm cơ chế trượt á. Nhỏ cho tới lớn luôn ha. Thì 7 cái này em bán với giá là 300k nha. Rồi tiếp theo để em quay cái điện thoại thống xuống thấp tí. Có con rùa nó bay bay ở đây nè. Rồi lấy cái thước đo. Sao mà nhà có rùa nhiều dữ ta. Rồi tiếp theo là mã số 2 ha. Mã số 2 ở đây em có là 14, 15 cái mũi khoan này ha. Mũi khoan là mũi khoan 2.5 nha. Trong đây hình như có sót một cây mũi khoan 2.0 ở đây á. Mũi khoan 2.5 nha. Mũi khoan 2.5 khoan sắt nha mọi người nha. Cái này là của Nhật hết nha, chưa xài nè. Cái bịch này chưa xài, chưa có cắt bịch ra luôn. Một bịch này là 10 cây ha, còn cái này xài rồi. Bịch này có 5 cây, 15 cây ha. Ở đây là mũi khoan Nachi 2.8 ha. Đó, mũi khoan Nachi 2.8. Mũi khoan Nachi 2.5 ha. Mũi khoan này không biết tên hãng gì luôn, của Nhật ha, 5.0. rồi mũi khoan 2.3 Nachi ha, 2.3, 2.5, 2.8. rồi một cái mũi khoan
4.8. Ở đây là một cái nè, đây hai cái là ba cái nè, 4 nè, đây hai cái là 6 nè, đây hai cái là 8 nè, 8 với ở đây hai cái mũi khoan này là mũi khoan bật để mình khoan cái ốc lục giác đó mọi người. Cái ốc lục giác mà mọi người muốn nó chìm xuống á, nó chìm bằng mặt á, thì mọi người sẽ dùng cái này nha. Cái này một cái là M5 nha, cái M5 và cái M6, để em lấy một cái mẫu ra mọi người xem nó như thế nào nha. Đây ví dụ như đây con ốc này nó sẽ nằm âm với cái mặt này nha mọi người nha, thì mình sẽ dùng cái mũi khoan này mình khoan nha, mình khoan. Ở đây là cái lỗ phi 6 nè, nó sẽ chạy theo, nó sẽ chạy theo này ha, nó khoan xuống ha. Còn cái ăn này sẽ ăn cái đường kính lớn này nha, đó khoan âm xuống thì con ốc nó sẽ không có bị lồi lên cái mặt phẳng nha mọi người nha. Đó. Con ốc này sẽ không bị lồi lên cái mặt này, mọi người sẽ không thấy con ốc ha. Ốc này nó chìm xuống lỗ này là gọi là cái khoan cái lỗ âm bật ha. Thì cái này là M5 nè, đó mọi người thấy ở đây có chữ M5 không, M5 nè. Còn bên con này là M6 ha, đó, M5, M6, 10 với đây 15 là 25 mũi khoan ha, 25 mũi khoan. Rồi thêm một cái này là một cái mũi lã lỗ ha, lã lỗ từ 10 đến 18mm nha. Cái này hàng mới chưa sử dụng luôn nha mọi người nha, của Nhật hãng NS ha, này của Nhật luôn nha. Thì một cái bộ này em bán với giá là 200k nha, mã số 2, 200k, 26 chi tiết ha, tính ta chưa tới 10.000 một mũi nha mọi người nha. Thì mấy cái nhỏ nhỏ này thì giá trị nó sẽ thấp ha. Đó, còn mấy mũi âm bật này mọi người đi ra ngoài mua khá là khó mua luôn nha mọi người nha. Mấy mũi âm bật này rất là khó mua á, này hàng Nhật về chứ đi ra ngoài mà mua cái mũi này khó lắm. Và cái mũi này là cái này là cái lã cái lỗ ha, lã lỗ giống như vậy nè mọi người. Cái lỗ khi mình khoan xong là nó sẽ bén cái này đúng không, mình sẽ lã cái lỗ cho nó có một cái chamber ở đây ha, một cái mép vác mình rờ đây không thấy bén ha, gọi là lã lỗ. Rồi mã số 2 có giá là 200k ha. Thì mũi khoan Nhật bãi nha mọi người nha, tất cả bên em là đều là hàng Nhật, không có hàng Trung Quốc đâu nha. Đó, cũ mới không quan trọng, nhưng mà quan trọng là chất lượng, nó còn xài thì được thì em mới bán nha, còn không xài được thì mọi người về nhận hàng, nếu mà không xài được mọi người sẽ trả lại cho em nha, đừng có giữ lại làm gì hết. Tại vì cái này là hàng em bán để cho mọi người dùng á, khi mà em bán mọi người dùng mà mọi người dùng không được thì em bán cũng không có vui đâu nha. À, lấy tiền của mọi người cũng không vui đâu. Nếu mà mọi người dùng được, có cái đánh giá tốt sản phẩm của em thì mọi người đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp để mọi người biết đến em nhiều hơn ha. Để tạo một cái môi trường giao lưu về cơ khí nha, dụng cụ cơ khí thật tốt nha mọi người nha. Thì nếu mà các bác, các chú, các anh, các chị mà thấy là hàng sản phẩm bên em bán có vấn đề, là không tốt về chất lượng, mọi người cứ việc gọi trực tiếp cho em ha, số điện thoại của em thì số của em lúc nào cũng để trên tiêu đề hết á, đây 0961063939 ha. Mọi người gọi phản ánh chất lượng thì nói là sản phẩm không tốt thì em sẽ thu hàng về nha, và hàng trả lại tiền, khi mà mọi người mua cái gì bao nhiêu tiền thì em sẽ hàng trả lại tiền nha, không ảnh hưởng gì hết, không mất gì hết đó, kể cả tiền phí ship em vẫn thanh toán ha. Rồi tiếp theo, nói dòng dài quá thì mất thời gian của đôi bên luôn ha, em cũng mất thời gian mà mọi người mất thời gian. Rồi tiếp theo là một bộ mũi khoan này là gồm có 10 mũi nè, 2 4 6 8 10, mũi khoan là mũi khoan tốc cao nha mọi người nha. Mũi khoan này nó sẽ xoắn nhiều hơn đó, xoắn nhiều hơn là mũi khoan bình thường, cái độ xoắn nó nhìn nó hay hay á, mũi khoan cao tốc ha. Thì cái này của hãng của Nhật nha, có ký hiệu là chữ, có ký hiệu là chữ Y nha mọi người nha. Rồi đây 10 mũi với lại đây có 10 mũi 2.5 nữa kèm theo luôn. Thì em tính là cái mũi dài này nè là 15.000 một mũi nè, mũi dài này 15.000 mũi thì 10 mũi là 150 nè. Đó là cái mũi 2.5 mà mũi ngắn này nè, 2.5 này mọi người khoan Taro M3 nha mọi người nha, 2.5 mũi ngắn này thì mọi người có thể dùng để khoan đó. Thì cái này hàng mới luôn nha, 5.000 một mũi, mũi 2.5 này 5.000 mũi, còn cái mũi này thì 15.000 tổng luôn, 20 mũi này là 200.000 nha. Mã số 3 200.000, mã số 4 là 100k ha.
100k thì có hai cái áo côn nha. Áo côn để mình gắn lên máy khoan, máy tiện, máy phay đồ mọi người. Gắn áo côn ha, áo côn của Nhật. Cái độ đồng tâm của nó của Nhật là nó đã được kiểm định rồi nha. Hàng Nhật thì mọi người không phải lo, bên em không có hàng Trung Quốc. Rồi, hàng Nhật ha. Một cái là áo côn số 4 ra số 3 và một cái áo côn số 3 ra số 2. Cái này thì nó hơi rỉ xé chút xíu, mọi người về nếu mà rảnh thì lấy cái giấy nhám đánh sơ cái là được à. Thì cái áo côn này em bán hai cái áo côn là 100k nha, lồng vô nhau được luôn nha. Đó, lồng vô nhau là nhẹ là dính ha. Đó, khi nào mọi người muốn tháo thì đóng vô cái lỗ này ha, dùng một cái cây hình tam giác á để ở đây kề đóng cái là dân ra ha. Đó, nó côn mà. Thì cái áo côn của Trung Quốc thì có thể là nó không đồng tâm, nhưng áo côn của Nhật này là cái độ đồng tâm nó là đã được kiểm định rồi ha, rất là chính xác ha. Đó, hai cái áo côn số 4 100k ha. Rồi tới mã số 5. Mã số 5 là một cái đồng hồ so. Một cái đồng hồ so của hãng Mitu Toyo ha. Đồng hồ so này thì đo là từ 0 đến 10mm nha. Đó, cái mặt kính này thì còn khá là mới nè. Cái thân thì xấu. Cái mặt kính này khá mới do là em mới thay cái mặt kính đó nha. Mặt kính cũ nó bể rồi. Thì còn khá là đẹp luôn ha. Rồi, thì cái loại này em có số lượng nhiều nha. Mọi người mua cứ gọi là sẽ có ha. 300.000 một cái. 300.000 một cái ha. Cái mặt kính thì có cái đẹp có cái xấu nha. Thì mọi người mua thì em sẽ nói chung là không có cái nào bị bể hết. Bảo đảm luôn, không có cái này bể hết, chỉ có cũ hơn và mới hơn thôi. Thì cái này giá thị trường nó dao động khoảng tầm 600k ha. Mọi người mua hàng mới là 600k thì em bán cái giá là 300k bao cho mọi người xài ha. Ở đây có sẵn một cái tay gạt này nè. Mọi người thấy không? Ở đây có cái tay gạt nè. Để em quay gần lại nha. Đây. Là sao này có cái tay gạt, thì có những cái tay gạt nó bị dán băng keo ha. Dán keo 502 á, còn những cái tay nó còn. Cái này có thể cái này không tháo được. Cái này người ta dán cứng rồi nha mọi người nha. Đó, cái này dán cứng ở đây là không tháo được ha. Thì để nguyên vậy bán luôn. Khi mọi người đo mọi người gạt cái này là nó cái đầu này nè. Mọi người gạt cái này nè. Gạt cái này nè, nó sẽ rút cái đầu kim lên ha. Cái này gọi là cái tay gạt nha. Nó sẽ gắn lại cái này của theo cái đồng hồ này luôn ha. Đó. Đó, đồng hồ rất là nhạy ha. Thì cái đồng hồ số 3 số 5 này em bán với giá là 300k nha. Số lượng có nhiều nha mọi người nha. Mọi người cần bao nhiêu cũng có hết. Này thì em đang nhập phải rất là nhiều ha. Đó, khi nào hết thì em sẽ báo là hết. Còn hiện tại bây giờ thì số lượng rất là nhiều ha. Mọi người muốn mua thì cứ liên hệ cho em nha. Mã số 5. Rồi, 300k. Để mua thì vui lòng gọi cho em thì để em gửi hình ảnh thực tế qua cho nha. Tại vì có khi là có khách chốt rồi thì em sẽ chụp một cái khác. Mã số 5 300k, một số 6 là một cái đồng hồ so luôn ha. Cái đồng hồ so này hôm qua em bán hết hai mấy cái rồi, nhưng vẫn còn một cái ha. Cái mặt này là không có cái tai nha. Mà không có tai, khi mọi người lắp thì mọi người lắp. À, cái đồng hồ bên đây cũng vậy nha, không có tai nha mọi người nha. Cái mặt lưng không có tai nha. Mặt lưng phẳng. Mặt lưng phẳng ha. Thì cái này khi mà mọi người lắp lên cái đế từ thì mọi người lắp vào cái lỗ phi 8 á. Cái cốt này là phi 8 ly nha. Lắp vào phi 8 thì cái đồng hồ này từ 0 đến 5mm ha. À, xin lỗi ha, nói dòng dài cuối cùng nói sai luôn á mọi người. Mọi người thấy em sai thì mọi người bỏ qua nha. Đừng ném đá em nha, tội nghiệp. Rồi, cái đồng hồ so này, mã số 5 nè, 300k thì khoảng đo nó từ 0 đến 10mm nha. 0 đến 10mm. Cái du xích trên cái mặt đồng hồ này là 0.01mm ha, 1% nha mọi người. Khi mọi người quay đo từ được 1 ly thì cái đầu cái kim lớn này nè, nó sẽ quay được là một vòng nha. Thì lúc đó thì cái kim nhỏ này nó sẽ quay lên số 1 nha, có nghĩa là 1 ly. Rồi. Cái kim lớn này quay một vòng thì cái nhỏ này nó nhảy được một vạch là một ly nha. 10 vạch lớn này là bằng một gem nha, 100 vạch lớn là bằng một ly. Rồi cái đồng hồ này nó quay tối đa là 10 hơn 10 vòng nha, nhưng mà mình chỉ tính 10 vòng thôi. Đó là 10 ly ha, khoảng đo là 0 đến 10 ly. Tiếp theo là cái đồng hồ số 6 này 180k ha. Bị nứt mặt kính ha, mặt kính nứt nhưng mà không có hở nha. Nên là không có bị vào nước được đâu. Cái này chỉ là cái rạn nứt thôi ha, chứ không phải là nó bị hở ra nên không vào nước. Ở trong này nó có cái ron nè. Cái ron là nó không vào nước được ha. Thì cái đồng hồ này mặt lưng nó phẳng luôn. Cái này em bán với giá là 180.000 thôi ha. 180.000 là bán giá lỗ luôn á nha mọi người. Em mua 200.000 hả? Rồi. 180.000. À, cái đồng hồ từ 0 đến 5mm nha.
du xích là 0.01, giống như cái đồng hồ nãy luôn ha. Một vòng nó cũng là một ly ha. Khi mọi người quay một vòng thì cái đồng hồ nhỏ quay lên một ly. Đó, cái đồng hồ nhỏ thì được 5 ly ha. Rồi, số 6 180k. Hôm nay khá là mệt nha mọi người. Em mà em nói cố gắng nói lớn giọng để mọi người nghe nha. Rồi, đến mã số 7. Chắc có lẽ là mọi người làm hết hôm nay là cũng nghỉ lễ rồi ha. Em cũng hết hôm nay. Quay đi video hết hôm nay rồi gói hàng cho mọi người là mai được nghỉ lễ rồi nha mọi người nha. Nghỉ lễ thì lịch trình của em chắc có lẽ là thứ hai hoặc thứ ba em sẽ tiếp tục làm việc về YouTube ha. Rồi mọi người đón xem nha. Em sẽ quay video và phát vào lúc khoảng 6 giờ đến 6:30 nha. Đó. À, 18 giờ mọi người, 6:30 chiều á. Rồi, tiếp theo là một cây thước cặp. Cái thước cặp này là của hãng Mitutoyo luôn nha. À, cái thước cặp này là cái thước cặp 3 tấc 300mm ha. Có cái mộc nội địa Nhật nè. ZES ha, ZES. Mộc này là mộc ZES nha mọi người nha. ISO của Nhật á. Đó, đằng sau này có chốt chặn không cho rút cái thước ra nha. Đó. Đo sâu ha. Đo sâu ở đây còn dính đất ha. Cái thước này nó khá là đẹp rồi. Cái thứ này đẹp không có gì để nói hết. Mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Mỏ là còn đẹp luôn ha. Đó. Cái chữ này là chữ đời mới nha mọi người nha. Chữ vuông nha. Vuông thành đứng cạnh nha. Thì cái thước này em bán, cái thước thứ 7 này em bán với giá là 1.400.000 nha. Không có hộp, không có vỏ bao gì hết, chỉ có cái thước thôi. Đó, mọi người mua về sử dụng thì bảo quản cẩn thận ha. Những cái hộp đẹp đẹp bỏ vô, em thì không có hộp nữa, hôm qua có cái hộp bà bán tặng luôn rồi. Rồi, hôm nay còn cái thước này bán giá 1.400.000 ha. Em đo thử cho mọi người xem nha. Hôm nay mệt quá nói chuyện hơi lập cập chút xíu, mọi người bỏ qua nha, cho em nha, thông cảm nha em nha. Đó, đo 25 nè, 25 ly, đúng 25 ly luôn ha, vạch chuẩn xác luôn. Rồi, ở dưới này nè, 25 nè. Mọi người thấy không? Cái dung tích này là 0.05 nha mọi người nha. 0.02 thì thị trường Nhật nó rất là hiếm. Em mua, em cố gắng em mua nhưng mà không có mua được luôn á. Có là mua hết mà không có. Không có để mua. Rồi đo cái rinh này là cái rinh 12 của Mitutoyo nha. 12 ha. Đó, 12 đúng luôn nha mọi người. Đo móc cái trong ha. Sợ ở ngoài nó mẻ. Rồi, 12. Thì cái thước số 7 1.400.000 nha. Cái thước số 8 cũng giống như vậy ha, nhưng mà đời ca đời thấp hơn ha, cũng là 300mm đó, cũng là mộc nội địa ha. À, cái thước này thì có logo ba cái bầu, cái chữ là chữ xéo ha. Cái loại này thì năm sản xuất nó, cái này là zin nguyên bản vậy nha mọi người nha, em có chà nha, em không có chà nhám gì đâu, cái này zin là nó như vậy luôn á. Đó, về sao để như vậy, không có chà gì hết. Mọi người nhìn cái nước xi mạ đó nè, xi mạ của Nhật rất là đẹp ha, giống như cái lốc xe máy rim Thái vậy ha. Cái lốc xi nó rất là đặc biệt luôn á, mọi người thấy không, nó trắng mà nó trắng cái kiểu lạ ha. Cái này là nguyên bản vậy luôn, cái thước này về khá là mới ha, nhưng mà đời nó cũ hơn. Đằng sau này nó có dính một cái lớp hóa chất gì đó đây nè, nó không có ăn vào trong đây đâu nha mọi người nha. Cái dễ ngoài thôi. Thì cái thước này số 8 em bán giá là 1.300.000 ha. Cái thước này cũng khá là đẹp luôn, nước xi khá là đẹp. Đó, nước xi khá đẹp, chữ nghĩa rõ ràng nè, 1/20 là bằng 0.05 ha. À, đó, cái thước này em bán với giá là 1.300.000 nha. Số 8 1.300.000, em sẽ đo thử cho mọi người xem. Rồi, mọi người ha, đo sát bên ngoài này nha. Đo thước mình phải đo hai điểm, đo phía trong và đo phía ngoài. Tại vì khi mà nó mòn ở dưới này nè, là cái chỗ này nó sẽ bị hở ha, đo nó sẽ ra âm á. Nên em đét thước em sẽ đo ở đây nè. Ok ha, thì mình sẽ đo sát bên ngoài này là mình biết cái thước nó có lệch hay không ha. Ok nè. Tiếp theo là mình đo cái đường kính trong ha. À, ok ha. Đó, thì cái thước này em bán với giá là 1.300.000 nha mọi người nha. Cái thước này đo còn chuẩn hết nha. 1.300.000. Logo ba trái bầu ha. Rồi, tiếp theo là một cái thước cũng giống y hệt cái thước số 8 vừa rồi luôn, nhưng mà có giá 1.250.000 thôi. À, nó chỉ bị cái chữ Mitutoyo này nó hơi cũ cũ chút xíu thôi nè.
hơi chốc chốc xíu thôi, còn lại là đẹp hết ha. Đó, nước sơn như nhau luôn. Đó. Chỉ có cũ hơn chút xíu là bán giá thấp hơn chút để mọi người dễ lựa chọn nha. Tiền nào của đó ha. Đó, cây này thì nó cũ hơn chút xíu, thấp hơn 50k. Thì ai mua trước được trước ha. Còn về độ chính xác thì như nhau ha. Cái đằng sau này thì không có bị màu mè gì hết. Đó. Nước sơn rồi là đẹp hết à. Cái lớp xi rất là đẹp nha mọi người nha. Ủa cái dòng này nè, cái dòng đồ cổ này là đời cổ này là nước xi rất đẹp luôn. Đó. Thì em bán cây này với giá là 1.250k nha, sẽ rẻ hơn 50k. 50.000. Số 9 1.250k. Rồi. 25 ha, kẹp sát lên đây. 25 luôn ha. Thì mấy cái thước này là về là đều em đều kiểm tra hiệu chỉnh là hết rồi thì thấy là nó ok mới bán giá nha mọi người nha. Chứ hàng cũ hàng hư á thì giá nó bèo bọt lắm nha mọi người. Còn cái hàng mà chất lượng thì mình bắt buộc phải mua giá cao ha. Ở bên Nhật người ta cũng dành nhau đi mua nha mọi người nha. Đó, mình hên thì mình mua được nhiều, còn không hên thì mình mua được ít thôi. Chắc chắn sẽ có hàng nhưng mà một ngày đi mua thì bên đó ông đi mua được nhiều hay được ít thôi. Được nhiều thì gửi về nhiều, còn được ít thì gửi về ít, hên xui. Có ngày đi mua cả xe, có ngày thì mua được có mấy cái bỏ vỏ xe thôi. Rồi, tiếp theo là mã số 10 nè. Cái thước này cũng chưa vệ sinh luôn nè. Cái thước này xấu quá không vệ sinh, 350k. À, tại sao nó 350k thì ở đây mọi người thấy cái lớp sơn chỗ này nó hơi chóc nè, nó chóc ở trong cái màn hình này nè. Thì cái này nếu mà nó chóc ra hết là mọi người không sử dụng được nha. Em bán với giá là 350k là rất thấp nha mọi người nha. Cây thước thì nhông nhạy rồi nó chạy bình thường hết, cái hãng này cũng là đời cũ rồi ha. Cái này cái thước này chắc phải 20-30 năm rồi cũng có. Đó, nhông rồi là quay nhẹ nhàng đo chuẩn luôn á. Em đo thử cho mọi người xem. Đó. 5 nè. 25 nè. 10 20 25 nè, số 0 nè. Đó, cặp chưa? Đó, số 0 lệch chút xíu thôi. Rồi. 25 nè. Đó. Sát ngoài này 25 nó chuẩn luôn ha. Cái thước này còn rất là chuẩn luôn. Chỉ có một cái là cái đồng hồ này, nó cái mặt bên trong này nè. Mọi người thấy không? Cái mặt bên trong chỗ này nó có chóc sơn nè. Thì cái vạch mà không đến 1 gem á là mọi người nhìn được nha. Nhưng mà không đến 0.5 á là nó còn có một chút xíu à, nó còn có một cái lú đầu một mỏng thôi. Thì nếu mà nó chóc cái đó ra là mọi người không nhìn được luôn cái chỗ đó luôn ha. Thì rất là tiếc, cây này mua về khá là tiếc ha. Nó còn chuẩn nhưng mà nó chóc rồi. Thì bán rẻ cho mọi người, ai tận dụng được thì sử dụng ha. Cái này mua để đo thô, đo bậy bạ, đồ rất là ngon ha. Như em là em vẫn đọc được đó. Đó. Tại vì ở trên nó còn một chút xíu nè. Thì 350k cũng bằng cái thứ Trung Quốc thôi ha. Mà cái này là cây Nhật đo chuẩn luôn ha. Đó, 12. Thì mọi người sẽ đo lên 12 ha. 12 nè. Đó. 12 đang âm 0.02 nửa vạch ha. Đó thì cái thước này em cũng chẳng vệ sinh luôn, nó xấu quá, để vậy bán luôn. 350k ha. Mỏ me là còn khít hết luôn nha. Cái đồng hồ này nếu mà đưa đi hãng thay thì chắc cũng hơn gấp 3 lần tiền mua cái thước này ha. Chắc cũng phải cả 800-900 thay đồng hồ này, nên thôi để vậy bán luôn. Đó, cái thước số 10 150mm du xích 0.05. Bị cái kính thì nó cũng hơi rạn rạn rồi nè, rạn thôi chứ không bị bể nha. Rồi, cái vạch trong này bị chóc cái lớp sơn ha. Em bán giá 350k. Số 11. Số 11 là một cây thước cặp 2 tấc của hãng Matui nha, của Nhật luôn nha. Đó, mắc in cho băng nè mọi người nhìn thấy không? Matsui ha. Hãng này thì cũng khá là cũng không có nổi tiếng đâu ha, không có nổi tiếng bằng Mitutoyo đâu. Mitutoyo là có lẽ là nổi tiếng về thước đo, là nổi tiếng nhất thế giới rồi đó mọi người. Đó thì cái cây thước này là 2 tấc nè. Em bán giá là 150k ha. Cái thước này cũng mới về hôm nay luôn nha. 150k. Cây thước 2 tấc của Nhật đằng sau nè. Rồi, tình trạng là mấy cái vạch này nó chóc sơn. Nó chóc. Mọi người tới đây nè, tới khoảng tầm 8, 9, 10 là nó chóc sơn nhiều rồi ha. Tới 20, tới 17, 18, 19, 20 nó không chóc sơn. Cái này chỉ cho dành cho những cái anh thanh niên mà mắt còn sáng ha. Còn đi tia gái đồ tốt á thì mua sẽ dùng sẽ hợp lý hơn ha.
Còn các bác lớn tuổi rồi thì mắc nhá, anh em mà mua cái này về dùng không được, bực mình lắm nha các bác. Nên là thôi, em bán bác nào mà phù hợp thì gọi thoại em chốt liền nha. Ai chốt trước được trước, em không ưu tiên cho ai hết. Đó. Cái này thì ưu tiên cho những anh thanh niên, em niên còn mắt còn sáng ha. Sợ các bác lớn tuổi mua về không dùng được vứt bỏ nó uổng. Rồi, 150k thôi. Đo 25 ha, đo sát phía ngoài này, cái thước này nó còn chuẩn lắm nha. Nó chỉ bị giống như tróc cái sơn thôi chứ còn nó chuẩn lắm. 150k thì em nói rồi, nó bằng khoảng 5 lon bia với lại đĩa lạc thôi ha, 12 ly ha. Cái thứ này đo chuẩn lắm nha, 150k. Rất là rẻ ha, đầy đủ đồ hết, chỉ có nước sơn hơi chóc thôi. Số 11, 150k, số 12 cũng là 150k luôn ha. Một cái thước đo sâu của hãng Canon ha. Canon. Cái thước này thì nó bị oxy hóa nhưng mà em thấy cái vạch nó vẫn còn rất là rõ ràng nè. Đó. Này thì cũng dành cho những anh thanh niên mà mắt còn sáng, còn đi tia gái tốt ha. Đi ngắm các nàng tốt thì mua cái này ok ha. Đó, hoặc là những anh bị cận ha, em bị cận thị nhưng mà em đeo kính cho em nhìn rõ hơn người thường luôn á. Đó. Em đeo kính vô em nhìn thấy mấy chị mình mặc váy mà thẹn nhiều là em sẽ nhắc nhở ha. Mặc váy là nó nói bậy quá, đổ mầm luôn rồi. Rồi, em nói vui thôi nha mọi người nha, đừng có đánh giá em nha. Nếu mà nói lâu lâu mình nói cho nó vui để mọi người xem video cho hấp dẫn ha. Chứ cứ để gặp vào thước miết thì không có giao lưu được với mọi người nha. Cái thước này của Nhật luôn nha, Tokyo, tất cả là hàng Nhật hết. Đó, cái thước này khoảng đo nó là 150mm. Đo sâu quá mọi người. Đo sâu thứ gì nè. Mọi người hình dung được không? Đó, khi mà cái lỗ ở trên nó có hai thành nè, mình sẽ chọt xuống đáy nè. Đo sâu 150mm ha. Thì cái dung xích này là 0.02 nha mọi người nha. 1 phần 50mm ha. 1 phần 50mm có nghĩa là 0.02 á mọi người. Đó, cái thước này số 12 em bán giá 150k. Đó, rất là ok ha. Đây có hai cái số đóng cùng với nhau luôn. Đó, có cái vạch này luôn ha. Rồi. Mã số 13 là một cái hai cái khối từ ha. Hai khối từ nó ghép lại với nhau bằng hai cái thanh này. Là khi mọi người ke góc nè, ke góc đổ mọi người sẽ giữ vậy ha. Hít nó lại ha. Ở đây từ thì là từ tính vĩnh cửu nha mọi người nha. Nó không có nút on off nha. Từ tính vĩnh cửu nha. Đó, lực hít nó thì cũng không có phải là mạnh tại vì nó nhỏ mà, nên là lực hít vừa phải thôi. Ở trên một cái đế từ này nó sẽ có hai cái vòng hít từ ha. Hai cái vòng hít từ ha. Đó. Mọi người muốn bẻ góc thì bẻ thôi. Đó. Hít bẻ góc. Đó, xong xong rồi. Siết này lại ha. Cứng. Thì cái này gá hàng hay gì thì rất là tốt ha. Gá hàng cửa hay đồ hay là làm gì đó, mình chỉnh góc trước xong mình đưa dòng ke mình hít mình giữ lại ha, khỏi phải giữ bằng tay. Thì cái này em bán với giá là 200k nha mọi người nha. Mã số 13 200k. Hai cái cục từ này của Nhật nha mọi người nha. Này hàng Nhật, hàng bản Nhật luôn á. Rồi, tiếp theo là mã số cuối cùng ha. Mã số 14. Mã số 14 thì em xin phép đưa cái điện thoại sát lại nha. Cái này chắc có lẽ là mới dành cho những cái chú mà lớn tuổi nè, các chú các bác lớn tuổi. Nãy giờ bán hai cái thước kia cứ kêu là của mấy anh thanh niên mắt sáng, bây giờ cái này là hàng này là dành cho các bác lớn tuổi ha. Thì lâu lâu em chêm vào món hàng độc lạ lạ cho mọi người xem cho vui ha. Ở đây em có hai cái bình này, mọi người biết để làm gì không? Cái này là đựng rượu quá mọi người. Cái bình này của Nhật luôn nha mọi người nha, không phải của Việt Nam đâu nha. Việt Nam này là hàng em đi mua thì gặp hàng nhà em mua một lần một lô cả mấy trăm ký gốm này nè. Đó, tại vì mua đồ cơ khí nó kèm theo thì mua luôn ha. Đó thì hai cái này em bán với giá là 200k ha. Cái bình đựng rượu nha mọi người nha, để rót rượu thì em sẽ giới thiệu ha. Mục đích là không có chữ gì hết ha, này của Nhật nha chắc chắn. Ở đây thì nó có hai cái lỗ nè, mọi người thấy không, hai lỗ lõm nè, bên đây và bên đây nè, hai cái lõm nè là để mình cầm tay vô vậy ha. Đó, ngón cái mình sẽ cầm vào đây, ngón trỏ mình sẽ cầm vào đây là mình rót vậy ha, rót vậy ha. Ngón cái mình cầm vào đây, ngón trỏ cầm vào đây, chỗ này nó cũng hơi bầu đó, mình cầm vậy nè, rót. Thì ở trên cái miệng này nè, mọi người thấy chỗ này sao nó làm hai cái nó đều giống nhau hết nha, y hệt nhau luôn. Thì hai ở đây nó có một cái lõm vô ha, thì người Nhật người ta làm rất là hay, khi mà mình rót nó không có bị rớt cái nắp ra ha.
Đó, nó tới đây là nó giữ lại nè, nó không dằn cái nắp ra được ha. Nếu mà rót theo cái thế mà nó nghiêng cục này qua nó dằn, còn nếu mà rót mà thẳng ra vậy là thẳng là nó vướng ha, nó vướng nè. Đó, ví dụ như mọi người rút lên ha, rút trực tiếp lên rồi rút thẳng lên vậy nó không ra được ha, phải nghiêng ra, nghiêng nó qua một bên, nghiêng nó qua mới lấy cái nắp ra được ha. Còn nếu mà mọi người rút thẳng đứng nè, thẳng đứng là sẽ vướng ha. Đó là để khi mà mình rót nè, nó có cái mình rót gần hết rượu cái nắp nó có rớt ra thì nó cũng không dằn xuống được ha. Ở tới đây nó vướng nè, mình thấy không nè, rót luôn tới đây nó dính lại nè, nó không rớt cái nắp này ra ha. Đó, cái nắp thì nó trắng tươi luôn ha. Cái này hàng giống như chưa xài, hàng Nhật người ta bỏ rồi nhưng mà nhìn rất là đẹp ha. Hai cái giống nhau hết ha, cái này cũng giống vậy luôn, tay cầm đây luôn ha. Cái vòi nè, cái này thì không có sức mẻ gì hết nha mọi người nha, không có một chút nào sức mẻ nữa. Đó rớt rồi ha, nó rớt ra đây thôi chứ nó không rớt ra luôn được ha. Đó, chóc hết rượu cũng không rớt ra được. Đó nên mọi người nghiêng thì lấy ra được ha. Thì cái này thiết kế rất là hay ha. Rồi mã số 14 này là không dành cho những anh thanh niên nha, cái này dành cho mấy chú mấy bác hay buổi chiều mình làm việc xong, mình làm cơ khí xong mình làm đôi chén rượu giải sầu ha. Thì cái này tại vì em thấy cái kênh của em rất là nhiều các chú các bác lớn tuổi thì có cái này rất là hay ha, ai mua thì liên hệ em nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha mọi người nha. Rồi em xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2023 nha mọi người nha. Rồi em chào mọi người nha.